Ok, tiếp lại lên mấy em hàng hot nữa. Hàng này HKVB9, hàng new. Con này nếu mà giá gốc là 9 triệu rưỡi, 9 triệu rưỡi. Đây, phiên bản này còn có thêm cả những cái chốt các thứ độ này để cho anh em nào hỏng thay thế nắp vào. Đấy. Phiên bản này khá nhiều thứ tay úp, úp tay tay úp này. Tình trạng mới 100%, con này giá gốc là 9 triệu rưỡi và hôm nay sale cho anh em chỉ còn lại 8 triệu. Đấy. Anh em nào mà đã chơi những dòng này như là VB9 này, USB này, VBQ này hoặc là HK45 này thì đảm bảo là rất rất thích, rất kết cái dáng và cái cách cầm của dòng này và cách bắn con này. Con này FPS thì khủng rồi. Con này FPS lên tới 300 350 hay sao ấy, 350 60 gì đấy. Bắn cực kỳ chắc luôn này, slide gần như không dơ một chút gì. Con này Umarex nào. Sale một con duy nhất thôi, một con duy nhất thôi. Giá từ 9 triệu rưỡi xuống còn 8 triệu. Đấy. Và cũng chỉ Black Friday ngày hôm nay thôi. Rồi, ok.